Lúc bấy giờ, cụ thọ xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên nào nên nói các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời hiện tại vô sở hữu bất khả đắc, do duyên nào nên nói sắc vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế, thọ tưởng hành thức vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế, cho đến thanh văn thừa vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế, độc giác thừa đại thừa vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Do duyên nào nên nói ngày nơi sắc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa sắc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi thọ tưởng hành thức đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thọ tưởng hành thức đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, cho đến ngay nơi thanh văn thừa đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thanh văn thừa đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi độc giác thừa đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa độc giác thừa đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Do duyên nào nên nói tôi đối với tất cả pháp này bằng mọi cách, mọi nơi, mọi lúc cầu các đại Bồ Tát hoàn toàn không thấy, không thể được. Làm sao bảo tôi đem Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát? Do duyên nào nên nói các đại Bồ Tát ấy chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh? Do duyên nào nên nói như nói ngã vân vân, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh? Do duyên nào nên nói các pháp cũng vậy, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh? Do duyên nào nên nói các sắc nào rốt ráo không sanh, những thọ tưởng hành thức nào rốt ráo không sanh, cho đến những thanh văn thừa nào rốt ráo không sanh, những độc giác thừa đại thừa nào rốt ráo không sanh? Do duyên nào nên nói nếu rốt ráo không sanh thì không có tên sắc, cũng không có tên thọ tưởng hành thức, cho đến nếu rốt ráo không sanh thì không có tên thanh văn thừa, cũng không có tên độc giác thừa đại thừa. Do duyên nào nên nói sao tôi có thể đem Bát Nhã Ba La Mật Đa rốt ráo không sanh dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát rốt ráo không sanh? Do duyên nào nên nói lìa rốt ráo không sanh thì không có đại Bồ Tát nào có thể thực hành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Do duyên nào nên nói đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy, tâm không hoang mang, không lo buồn hối hận, tâm họ không kinh không sợ, nên biết đại Bồ Tát này có khả năng thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thưa tôn giả nên giảng rõ cho tôi hiểu. Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói các đại Bồ Tát quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai là vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời hiện tại là vô sở hữu bất khả đắc? Này Xá Lợi Tử, hữu tình vô sở hữu nên các đại Bồ Tát quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, hữu tình không nên các đại Bồ Tát quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, hữu tình viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, hữu tình không có tự tánh nên các đại Bồ Tát quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, sắc vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thọ tưởng hành thức không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, nhãn xứ vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn xứ không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thể thân ý xứ không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xứ viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xứ không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, sắc xứ vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc xứ không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc xứ viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc xứ không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, nhãn giới vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn giới không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn giới viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn giới không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, sắc giới vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc giới không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc giới viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, sắc giới không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, nhãn thức giới vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn thức giới không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn thức giới viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn thức giới không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, nhãn xúc vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn xúc không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn xúc viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, Nhãn xúc không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, pháp không nội vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không nội là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không nội viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không nội không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô sở hữu nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo viễn ly nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Bốn chánh đạo cho đến tám chi thánh đạo không có tự tánh nên các đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, như vậy, cho đến 10 lực của Phật vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. 10 lực của Phật là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. 10 lực của Phật viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. 10 lực của Phật không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, pháp thanh văn vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp độc giác, pháp chư Phật vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thanh văn là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp độc giác, pháp chư Phật là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thanh văn viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp độc giác, pháp chư Phật viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp thanh văn không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp độc giác, pháp chư Phật không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, tất cả muôn tam ma địa vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn Đà La Ni vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn tam ma địa là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn Đà La Ni là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn tam ma địa viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn Đà La Ni viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn tam ma địa không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả muôn Đà La Ni không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, pháp giới vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn vân vân vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn vân vân là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn vân vân viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn vân vân không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, thanh văn thừa vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Độc giác thừa, đại thừa vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn thừa là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Độc giác thừa, đại thừa là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn thừa viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Độc giác thừa, đại thừa viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn thừa không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Độc giác thừa, đại thừa không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, trí nhất thiết vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng viễn ly nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có tự tánh nên các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai hiện tại vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì trong không như vậy nên quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, Đại Bồ Tát cũng bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, hoặc không như vậy, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc Đại Bồ Tát, tất cả pháp như vậy đều không hai phần. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên tôi nói như vậy. Các Đại Bồ Tát đời quá khứ vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời vị lai vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát đời hiện tại vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, theo lời tôn giả hỏi, theo duyên nào nên nói sắc vô biên tế,